Mestrier được xây dựng bởi Anthony Latoire, một nhà thiết kế game độc lập mới chỉ 26 tuổi đến từ Pháp. Theo Anthony, Mestrier là một tựa game puzzle thích hợp để chơi trên máy tính bảng và cả smartphone. Trong game, người chơi sẽ có nhiệm vụ giúp Fuchs tìm lại được sự hài hòa cho thế giới qua 8 màn chơi với cảnh quan mê hoặc lòng người. Để giành chiến thắng, bạn phải rung được chuông theo đúng thứ tự. Nghe có vẻ đơn giản nhưng liệu bạn có đủ kiên nhẫn để tìm ra câu trả lời cho 160 level của game không? Vì vậy, nếu ai đó nói với bạn rằng Mestrier chỉ là một bản clone của Monument Valley thì đó là một sai lầm tệ hại nhất. Không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp mỹ miều của nền đồ họa đỉnh cao bậc nhất mà game thủ sẽ còn được có cơ hội lắng nghe những giai điệu hấp dẫn mà game mang đến. Swingcopter 2, hậu bản của Swingcopter là tựa game đứng chung mái nhà với Flappy Bird và là quả bom thứ 3 của Nguyễn Hà Đông. Với giá trị truyền thống kết hợp yếu tố mới, Swingcopter 2 thực sự mang hứa hẹn nối tiếp thành công mà những người đàn anh đi trước để lại. Nhìn vào lối chơi, Swingcopter 2 vẫn mang phong cách điển hình với một cơ chế điều khiển cực đơn giản và dễ làm quen. Nhưng chỉ cần vài giây trải nghiệm thôi, bạn sẽ thấy ẩn bên dưới đó là một độ khó kinh hoàng. Tựa game này cũng bổ sung thêm những yếu tố mới với quyền mở khóa nhiều nhân vật khác nhau. Mỗi nhân vật lại thay đổi cả về kiểu dáng, ngoại hình và chỉ số ảnh hưởng trực tiếp đến gameplay. Về mặt hình ảnh, tựa game mang màu sắc tươi sáng và bắt mắt hơn so với đàn anh đi trước, vẫn hiện diện trên nền đồ họa 2D không cầu kỳ. Những mô hình này cũng được chăm chút, mang đôi phần dễ thương và nổi bật hơn. Đây quả thực là một tựa game mới đáng để trải nghiệm. Grand Theft Auto, Liberty City Story cũng như những người tiền nhiệm đi trước lấy môi trường thế giới mở làm nền. Ở đó, game thủ sẽ hòa mình vào thành phố Liberty cực kỳ rộng lớn vốn lấy bối cảnh cảm hứng từ New York ngoài đời thật. Tại đây, với vai trò Tony, bạn sẽ nhận nhiệm vụ từ đủ những nhân vật và phe phái khác nhau, trải dài từ trừ khử mục tiêu, đua xe hay chạy trốn cảnh sát, tất cả đều mang đúng chất của dòng game này. Liberty City Story còn mang cải tiến, có tính chất cách mạng cho cả dòng game. Ở đó thay vì sử dụng engine đồ họa Renderware được sản xuất bởi một hãng thứ ba, thì hậu bản này được Rockstar trang bị một vũ khí tự chế nhằm tối ưu hóa hiệu năng và đem lại lớp áo đồ họa tân thời hơn. Bên cạnh đó, tuy đã trải qua một thời gian dài kể từ ngày phát hành, nhưng Liberty City Story vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh đỉnh cao so với mặt bằng mobile ngày nay, đảm bảo một trải nghiệm tuyệt vời cho game thủ. Ở Marvel Adventure Alliance 2, chúng ta sẽ chứng kiến Incursion, nơi những chiều không gian khác nhau của thế giới Marvel va chạm và tạo nên một chuỗi phản ứng không thể lường trước. Những phe phái, những thế lực, những siêu anh hùng cũng như ác nhân này sẽ lâm vào một cuộc chiến không hồi kết và hy vọng mang lại bình yên tất cả được đặt lên đôi vai bạn. Nhìn sâu hơn vào đội hình thì game thủ sẽ làm quen với những vị siêu anh hùng hay ác nhân độc nhất, mang các cách thức chiến đấu cá tính hơn nhiều so với trước đây. Thay vì sử dụng một thanh lực chung để thi triển đòn thế, thì mỗi người sẽ có một phong cách hành sự khác nhau, phụ thuộc vào sức mạnh của họ. Một thay đổi đáng chú ý khác của Marvel Adventure Alliance 2 là lớp áo đồ họa 3D cực kỳ bắt mắt, thay vì vóc dáng 2D đơn giản như ở phiên bản tiền nhiệm. Hiện nay, game đã chính thức đổ bộ trên mobile ở cả hai nền tảng Android và iOS. Ghosts of Rome đưa người chơi trở về với thế giới thần thoại xa xưa, nơi chứng kiến sự trỗi dậy của Tenebros, đứa con bị lãng quên của Hades. Song hành với cơ chế điều khiển dễ dàng nắm bắt, Ghosts of Rome còn đào sâu hơn vào gameplay với việc cho phép game thủ phát triển đội hình xuyên suốt chiều dài hành sự. Mỗi thành viên của bạn sẽ có khả năng nâng cấp sức mạnh, thăng tiến cấp độ và mở khóa các kỹ năng cao hơn. Trên tất cả, tựa game dưới tay Gameloft còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi một nền đồ họa 3D cực kỳ xuất sắc. Những khung cảnh thần thoại huyễn mộng trải dài từ đền đài lăng tẩm tới gạch lớp sáng bóng. Ghosts of Rome với lối chơi chiến đấu đối kháng máu lửa và lớp áo đồ họa đỉnh cao thực sự sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn mà game thủ chúng ta không thể bỏ qua.